Trước tiên chúng ta ấn vào dự án mới này. Rồi, mình sẽ đưa cái video mình quay chữ viết vào. Đưa video quay chữ viết vào này. Thêm này. Đấy, mình đã được cái video quay chữ viết rồi. Thì mình sẽ cắt hết tất cả những cái thừa đi. Ví dụ cái đoạn thừa đằng trước, mình ấn vào đây. Nó hiện lên toàn bộ cái khung màu trắng này. Cái này đang được quay lại và tí gửi lên trên nhóm lớp, mọi người yên tâm nhá. Nếu như ai mà có sai thì làm lại được. Nó hiện lên cái khung trắng này, chúng ta sẽ ấn vào tách ở đây. Và mình sẽ xóa bỏ phần nào thì phần đấy phải nổi sáng lên. Mình xóa, mình kéo tiếp sang phần cuối. Đến đây là cái kết thúc của mình. Thì mình lại ấn tay vào cho nó nổi cái viền sáng này lên. Và mình ấn tiếp vào tách. Ấn tay vào cái khung video này. Ví dụ đây. Đây nhá. Mọi người nhìn thấy này không? Đấy. Ấn tay vào đây là nó sẽ sáng lên này. Đấy. Ví dụ cần xóa ở bên phải này thì ấn tay vào bên phải này, nó sáng lên. Mọi người thấy không? Thấy sáng lên chưa? Của ai không được? Không cần khung xanh xanh. Cái khung ở phía dưới này cơ mà. Cô không nói cái khung xanh xanh. Cái phía dưới này này. Đấy. Có bạn, bạn đang ngủ rất là ngon nhé. Sao buồn ngủ thế? Đó. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ ấn vào cái xóa này. Được chưa? Rồi, mình xóa được xong rồi. Thì mình đã xong cái phần đấy. Mình ấn vào cái tắt tiếng clip này đi. Ấn vào tắt tiếng clip này. Rồi, tiếp theo là mình ấn vào đây để... mình tùy chỉnh ánh sáng, bộ lọc của nó giống như là khi mình chỉnh ảnh ấy. Rồi. Tắt gì á? Tách á? Phải ấn vào thì mới thấy. Đây này. Nhìn nhìn trên này này. Thấy không? Đây này. cả nhà để ý cái lúc cô hướng dẫn này là cô hay di chuyển cái này này. Mọi người thấy cái này không? Đến cái chỗ nào là cô sẽ di chuyển cái này ra đây thì mọi người sẽ nhìn thấy này. Đó. Và đến đây rồi. Tiếp theo. Rồi nha, ok nha cả nhà ơi. Sau cái phần tách rồi mình sẽ ấn vào thêm âm thanh này. Đấy, thêm âm thanh thì mình có thể thêm ngay tại đây. Và mình sẽ ấn vào chữ âm thanh này. Ấn vào âm thanh này. Ở khi ra âm thanh nó sẽ có cái một cái kiểu thư mục này này. Đó, thư mục như này. Mình sẽ ấn vào đây. Và mình sẽ ấn vào phần trích xuất âm thanh từ video. Và mình sẽ đưa cái âm thanh mà mình đã quay lúc nãy vào đây. Ấn vào. Và ấn tiếp vào cái chữ trích xuất và thêm âm thanh. Rồi. Khi trích xuất xong thì mình đã có được cái dấu, nó đã trích xuất là thành 0,8 giây này này. Mình ấn vào dấu cộng này. Và âm thanh nó đã được vào trong này rồi. Đấy. Nếu như thừa của âm thanh thì mình phải cắt nó đi nhá. Thừa cái âm thanh này, mình ấn vào cái âm thanh này. Hiện lên cái khung trắng của âm thanh này thì mình sẽ phải cắt cái phần thừa của âm thanh đi. Rồi. Để viết được chữ cờ đẹp, chúng ta đặt bút tại đường kẻ ngang số 2, sau đó di chuyển xuống phía dưới bên trái. Rồi, sau đó là mình sẽ nhìn phía bên trên này, mình sẽ ấn vào đây là nó sẽ lưu ra. Ấn vào này, nó đang xuất ra rồi. Và như vậy là mình đã xong. Thêm bài hát ấy thì nó sẽ đăng lên trên TikTok rồi mình thêm. Đấy, bây giờ mình sẽ